Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm món trứng chiên nước mắm nha mọi người. Trước tiên mình sẽ làm nước sốt trước, mình sẽ cho 1/3 chén nước lọc. Sau đó là 1 muỗng đường, 1/2 bột ngọt, 1/2 muỗng tiêu và 2 muỗng tương ớt nha mọi người. Kế tiếp là mình cho 2 muỗng nước mắm vào nha. Sau đó bắt chảo lên bếp và cho dầu thực vật vào nha. Cho hành cộng đã sắc và mình cho 2 quả trứng vào. Kế tiếp là mình cho hành lá vào nha. Rồi mình sẽ chiên đến khi trứng chín, mình sẽ cho ra đĩa nha. Kế tiếp mình sẽ cho tỏi vào để mình phi cho vàng lên nha. Khi tỏi đã vàng thì mình cho nước sốt vào nha mọi người. Mình sẽ đun với lửa vừa đến khi nước sốt nó sệt lại là được nha mọi người. Sau thời gian đun tầm khoảng 10 phút thì nước sốt nó cũng đã sệt lại. Giờ thì mình cho trứng vào nha. Mình thì cho thêm 2 xúc xích nữa để chiên nước mắm ăn cho ngon nha mọi người. Khi mà trứng và xúc xích đã chín rồi chúng ta bài trí ra đĩa nha mọi người. Đây là món ăn sáng khá đơn giản và nhanh chóng nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay thì hãy like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo nha. Xin cảm ơn các bạn.